Xin chào các khán giả thân yêu của Tí. Các bạn thân mến, đã gần tròn 53 năm ngày Bác đi xa, cũng đã gần 53 năm hàng triệu triệu trái tim vẫn luôn khắc khoải nhớ thương về người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn nhớ như in ngày 3 tháng 9, trời quê mưa thương tiếc tiễn đưa người. Nếu như thế giới nghiên cứu quốc tế ca ngợi người là vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam, thì những người dân bình thường không bao giờ quên những kỷ niệm khi được gặp Bác. Ngay cả những người nước ngoài chưa một lần được gặp Bác, chỉ qua những câu chuyện kể hay qua tìm hiểu sách báo về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn luôn dành cho Bác Hồ sự kính trọng đặc biệt, lòng ngưỡng mộ và sự kính yêu vô bờ bến. Chúng tôi cũng muốn gọi người bằng cái tên trìu mến Bác Hồ để tỏ lòng kính yêu với vị cha già dân tộc của Việt Nam. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được câu chuyện về thăm đất Việt của một người anh em, một vị tổng thống nước Nga vĩ đại, vừa đặt chân tới Việt Nam, không phải chọn một điểm dừng chân hay một nơi xa hoa nào khác. Việc đầu tiên mà Tổng thống Putin làm đó là vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng viết vào sổ lưu niệm tại khu di tích rằng, nhân loại đã bước sang thế kỷ 21, thế kỷ hòa bình, tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho nền văn hóa tương lai. Và vì thế, lịch sử sẽ mãi nhắc tới người như một bậc thánh nhân. Hình ảnh một vị tổng thống nước ngoài kính cẩn cúi đầu trước vòng hoa đến viếng lăng chủ tịch của dân tộc Việt Nam khiến người người phải nể phục. Không chỉ là nể phục hành xử chân thành của Tổng thống Nga, mà điều người ta nể ở đây chính là Việt Nam có một vĩ nhân được đời đời tưởng nhớ và kính trọng đến như vậy. Còn có những tình cảm không nói bằng lời, chỉ cần nhìn là thấy của đất nước Nga, của con người Nga dành cho vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc Việt Nam. Các bạn có đoán được điều Ed đang nhắc tới là gì không? Đó là sự kiện vào đúng 12 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2022. Khẩu đội pháo hiệu trên pháo đài Peter và Paul trên đảo Thọ ở thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga thực hiện phát bắn đặc biệt chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Một quốc gia lại bắn pháo chúc mừng để tưởng nhớ một vị lãnh tụ của quốc gia khác. Điều này làm cả thế giới phải nghiêng mình. Bởi lẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh quá đặc biệt và lại còn vô cùng đặc biệt với đất nước Nga. Đó là tấm biển đồng ở Vladivostok, tại nhà ga tàu hỏa với ghi chú. Tại nhà ga này, những năm 30 của thế kỷ trước, Hồ Chí Minh thường từ đây đi Moscow. Để người người đời sau đều biết được những địa điểm, những dấu tích của bước chân Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính trên đất nước họ. Hay đó còn chính là bốn quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm sừng sững uy nghi trên bốn quảng trường vô cùng rộng lớn. Trang trọng tại đất nước Nga mà bất kỳ ai đi qua cũng đều ghé vào tưởng nhớ và chụp hình lưu niệm. Trên thế giới có 20 nước dựng tượng đài Hồ Chí Minh. Riêng ở Nga đã có tới 4 thành phố lớn dựng tượng đài của Bác. Điều này đủ để thấy nhân dân Nga yêu mến và kính trọng Bác tới nhường nào. Và các bạn biết không? Trong cuộc đời của mỗi người, có biết bao nhiêu kỷ niệm đi cùng năm tháng, có những kỷ niệm lãng quên, lặng lẽ bị xóa nhòa trong bộn bề công việc. Nhưng có những ký ức, bất chấp tuổi tác, bất chấp những thử thách của thời gian, càng lùi xa thì càng rõ nét. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người Nga có lẽ cũng như vậy. Đối với nhà đạo diễn phim phóng sự Xô Viết nổi tiếng Roman Carmen cũng như tất cả những người dân Nga, Bác là những cuộc gặp gỡ làm người ta ghi nhớ suốt đời, ăn sâu vào trong tiềm thức và trong trái tim những dấu ấn không bao giờ gặp lại. Là vô vàn những câu chuyện, những kỷ niệm, những cảm xúc khiến cho đất nước Nga, những con người Nga đã từng có cơ duyên được gặp, được làm việc, được tiếp xúc với Bác đều ghi khắc suốt cả một cuộc đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong con mắt của các tác giả Nga như một ngôi sao, càng nhìn càng thấy sáng. Hay như nhà thơ nổi tiếng người Nga Oxis Mandelstam đã từng viết, ở người mang hơi thở của một thứ văn hóa khác, không phải văn hóa châu Âu, mà có thể là văn hóa của tương lai. Là con người mà tầm ảnh hưởng không chỉ riêng đối với quá khứ, hiện tại và còn cả mai sau.
Ông Yuri Lutsko, nguyên thị trưởng thành phố Moscow, cũng có những lời nhận xét một cách đầy ý nghĩa rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng được xếp vào những nhà hoạt động chính trị kiệt xuất của thế kỷ 20. Trong những trang ký ức của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên rõ nét toàn bộ lịch sử quan hệ hai nước và những tình cảm tôn kính sâu sắc và lòng biết ơn lãnh tụ Việt Nam đối với đất nước chúng ta. Nhiều người Nga vốn là những học giả có uy tín hay những người có những cương vị lớn trong xã hội, đã từng đi nhiều nước, được tiếp xúc với bao người nổi tiếng trên thế giới. Nhưng đối với họ, được gặp gỡ Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh là một ân huệ, là một niềm vui lớn nhất không thể nào quên được trong đời. Nhà nghiên cứu văn hóa Nikolai Nikulin nước Nga đã viết: Cuộc gặp mặt tuyệt vời với Bác Hồ đã đem đến cho tâm hồn tôi sự vui sướng và rạng ngời, một sự cảm nhận tình thân ái và sự quan tâm của một con người vĩ đại mà tôi quen nhìn trên ảnh chân dung hoặc trong những thước phim tài liệu, một cảm giác biết ơn dâng trào trong tôi. Nhà Việt Nam học Herbal Evgeniva Slevich, người Nga thì lại trầm ngâm nhìn ra xa xăm và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nói, điều chính yếu nhất, Hồ Chí Minh là một con người rất nhân hậu. Ở Việt Nam, mọi người gọi ông không phải bằng từ chủ tịch, đồng chí, mà gọi bằng bác. Bởi đối với mọi người, bác như một người thân, thật gần gũi. Ông Roman Carmen, nhà quay phim thời điểm năm 1954 tại Việt Nam, đã không giấu được cảm xúc khi nhớ lại những lời khen chứa đựng trong đó biết bao sự quý trọng và tin tưởng với nước Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thốt lên sau khi xem phim. Chúng ta vừa xem những chiếc máy bay tuyệt đẹp. Chúng tôi thường thấy máy bay trên bầu trời nước Việt, nhưng đó là máy bay của kẻ thù và chúng tôi căm ghét. Còn máy bay Liên Xô là những cánh chim câu của hòa bình. Tôi tin chắc rằng sắp tới những cánh chim hòa bình này sẽ sớm bắt đầu đưa những người bạn trung thành từ Moscow đến với đất nước chúng tôi để giúp đỡ cho công việc sáng tạo của chúng tôi. Rồi thì câu chuyện của anh hùng Nga, phi công Sergei Soma bồi hồi nhớ về những quan tâm tinh tế của một con người vĩ đại. Không chỉ một lần máy bay chúng tôi được chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những chuyến công tác khắp nước Cộng Hòa. Sau những chuyến đi như vậy, tôi xin Chủ tịch Việt Nam chụp ảnh cùng với nhóm phi công Liên Xô và Chủ tịch vui lòng cho phép. Khi bức ảnh đã được chụp và mọi người bắt đầu tản ra, bỗng Chủ tịch ngăn chúng tôi lại bằng câu nói như sau. Nhưng nhiếp ảnh gia vắng mặt trong bức ảnh này. Nào chúng ta hãy chụp lại lần nữa cùng với đồng chí ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên sự quan tâm tinh tế của con người vĩ đại này. Trong ảnh phải có đủ mọi người cùng nhau. Và đặc biệt, có một điểm chung trong ký ức của những người Nga là họ đều cảm nhận được. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ đáng kính với phẩm chất đạo đức tuyệt vời, sự giản dị, gần gũi, chân thành, chu đáo mà không phải vị lãnh tụ nào cũng có được. Không chỉ ở Việt Nam hay ở Nga, vẻ đẹp nhân cách và trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến người người trên khắp thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Hơn thế nữa là họ thực sự biết rằng trong sâu thẳm trái tim người luôn dành cho nước Nga, nhân dân Nga một tình yêu chân thành, sâu sắc. Người sử dụng thuần thục ngôn ngữ Nga, hiểu biết phong tục tập quán Nga, nền văn hóa Nga. Gần một thế kỷ trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Nga, cho đến tận những năm tháng cuối đời, người vẫn trước sau như một nhấn mạnh rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ quên chiến thắng mà nhân dân Việt Nam có được không tách rời sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô, của sức mạnh đoàn kết hùng hậu của nhân dân Nga. Và những tình cảm bắt nguồn từ những năm 1920 xa xôi ấy, bác đã mang theo suốt cuộc đời mình. Cả cuộc đời hy sinh vì hạnh phúc nhân dân, với nhân cách cao quý và lối sống giản dị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đã sống mãi và trở thành huyền thoại như thế trong tim bạn bè quốc tế. Chỉ còn hơn một tháng nữa là lễ tưởng niệm 53 năm ngày bác ra đi. Ở quê hương của các bạn thường sẽ làm điều gì để tưởng nhớ về người? Cùng chia sẻ nha các bạn! Và nếu thấy video này ý nghĩa, đừng quên cho Ad xin một like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ Ad nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ad. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nhé!